Vũ Thị Thơm, mẹ vợ của cháu. Cho cô thêm một tràng pháo tay để cho cô. Đây cháu cũng khỏe sơ qua chút, là cách đây hơn một tháng ngày nào là mẹ cháu về thể trạng thì cũng rất là phương phi béo mập này, nên là có trên đường đi chơi đi xe máy, mẹ cháu vẫn đi xe máy được. Cháu năm nay 68 tuổi, con tuổi vừa cô Hồng ấy, thì vẫn đi xe máy được, thì bị tai biến may là rất nhẹ, nhưng hôm đầu thì cảm tưởng là bọn cháu lúc mới đưa mẹ cháu vào Vinmec thì tình trạng nó xấu đi, tiên lượng rất xấu, sau đó mới chuyển sang Bình Mai. Để nuôi anh Mai thì lúc đó là cứ nghĩ là thôi anh em trong nhà bàn nhau là thôi, nhưng mà cắt cử bỏ công việc đi để nuôi mẹ thôi, nên là thực vật rồi. Thì lúc đấy là mẹ cháu cũng xấu đi rất nhiều, vì phim chụp cách ngày là cái hiện tượng nó xấu thì ở não là nó kém. Rất may không hiểu nằm nào thì nó cũng nhờ trời là hồi phục được đến giờ thì được đấy. Đấy thì sau đó thì cháu thuyết phục mẹ cháu mới đi đấy, từ chối mấy lần rồi. Còn phút 89 là cô thêm là phút 89 là 89 chốt đây rồi, là mới liền là đi với con. Còn mong mẹ chia sẻ thôi và lời với cả các cô chú anh chị ở đây. Con là Vũ Đức Lâm. Cách đây một tháng tôi cũng bị nhồi nhóm nào máu nặng nhân bèo trai, đã nằm ở bên phía bên. Cuối cùng các con tôi cho tôi vào là ông Sáu Sư Mai Sư Tôn chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ đây là trước nhiều đường, chứ còn mẹ bị huyết áp. Sau đó tôi cũng nhận lời, nhưng mấy hôm đi thì đầu óc vẫn còn chóng mặt, vẫn yêu. Thế sau ngày 3 tháng 3 tôi về phòng mộ cụ Đồ ở dưới quê, thì con sâu tôi động viên tôi mẹ nên đi. Thì tôi cũng gọi điện cho con tôi và con sâu tôi cũng gọi điện cho con rể tôi là mẹ đã đồng ý. Và trong 3 ngày ở đây thì huyết áp tôi xuống rất tốt. Và tôi nói thật sự là tôi hay ăn lắm, bất chấp cua bể tôm đủ các thứ cá rồi là thịt gà ăn hết không. Thế nhưng đến đây các bác sĩ cho ăn theo tiêu chuẩn rất tốt, trừ rau hoa quả. Thế và 4 lần tôi thử đường huyết và đo huyết áp, đường huyết của tôi cũng xuống và huyết áp của tôi liên tục 124, 126 trên 80. Trước đây là bao nhiêu? Trước đây là 172, 168. Vì vậy nó tôi mới bị nhồi máu não. Mà có uống thuốc đó. Đấy, mà uống thuốc đấy. Thế thì xuống đây không thuốc, chỉ ăn rau quả thôi. Và cái chỉ số của tôi có nằm ở trong sổ hồ sơ của chương trình này. Tôi nói rất thật là thật. Thế vì vậy là tôi chân thành cảm ơn chị Hoàng Anh. Cảm ơn chương trình và mẹ cũng cảm ơn con rể của mẹ. Cảm ơn.